xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các bác đã quay trở lại với shop Minh Thu. Loa điều khiển, loa đầu đài từ xa của bên shop. Thì hôm nay shop lại lên cho bác về hai cái dòng loa, đó là dòng loa hàng Samsung Wave S898, đấy, mẫu phiên bản mới của năm 2023 và mẫu cũ của năm 2022 nhé. Đấy, trong video này thì em cũng nói rõ luôn về chất lượng âm thanh cũng như là cái phụ kiện đi theo, nó sẽ không có gì thay đổi các bác nhé. Nó chỉ thay đổi cái mẫu cũ và mẫu mới, nó sẽ vỏ hộp khác nhau thôi. Còn chất lượng âm thanh hay là phụ kiện đi theo loa thì nó y hệt nhau nhé. Thì đặc biệt trong chương trình này em có hàng mới về thì em cũng có một chút tri ân dành cho các bác khi các bác mua loa bên shop. Các bác yên tâm mua loa bên shop em thì các bác được quyền kiểm tra hàng, đúng sản phẩm thì các bác mới phải thanh toán bên shipper nhé. Đặc biệt chương trình này thì các bác mua loa bên em sẽ được tặng quà nhé. Tặng quà gồm gì? Và cũng là nhân dịp đầu năm của năm 2023 thì bây giờ cũng là vụ gà rồi, thì bên em cũng có rất nhiều phần quà dành tặng cho các bác, như là túi bổi đựng gà hay là những dây xích chân gà nhé, khi bác mua loa hàng bên em nhé. Đây, thì em cũng nói qua về cái sản phẩm hàng mẫu mới và hàng mẫu cũ. Đây, về hàng mẫu mới thì vỏ hộp em mới nhập lô này, thì vỏ hộp của nó là màu viền, nó màu xanh, ở trong là nó màu trắng nhé. Hàng loại 1 thì nó bao chế độ bao ship cho bác nhé. Đấy, không bao giờ có tiếng tàu. Đấy, bật lên các bác chế độ bao ship, khi mình bật thân loa hoặc là điều khiển thì loa mới chạy các bác nhé, nên các bác yên tâm. Đấy, ngoài các dòng loa điều khiển từ xa, đấy, bên em còn cung cấp ra đầy đủ các phụ kiện loa nhé. Đấy, túi đeo loa hay dây sạc hay những pin trong loa, pin dự phòng nhé. Đấy, bên em đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy, cái mẫu mới mẫu cũ thì cái vỏ nó màu xanh hình cô gái này. Đấy. Đấy, như trên màn hình đây em đang quay cho bác đây. Phụ kiện nó như nhau luôn nhé. Đấy, cũng túi đeo loa điều khiển nhé. Đấy, một mic trợ giảm và dây đeo loa, một cái sạc nhé, sạc loa này. Đấy, tí nữa em sẽ test thực tế cho bác về chất lượng âm thanh của hai dòng loa này, sẽ không có gì thay đổi các bác nhé, chất lượng âm thanh như nhau. Đấy, em sẽ giới thiệu về phần quà trước nhé. Đấy, khi các bác mua hàng bên em giá không đổi, hàng mới về nhé, em sẽ tặng, một là tặng bác nào lấy dây xích chân gà thì alo cho tôi, tặng cho tôi một số dây xích chân gà nhé, em sẽ tặng cho các bác nhé. Không thì các bác lấy túi bổi đựng gà nhé. Đấy, bên em cũng có rất nhiều, đây túi bổi về rất nhiều nhé. Đấy, bác mua loa sẽ được tặng thêm một túi bổi đựng gà. Đấy, bác lấy quà gì thì hãy alo báo shop là tôi lấy loa cho tôi quà dây xích chân gà hay là túi bổi đựng gà nhé. Đấy, thì đặc biệt hơn khi các bác mua hai chiếc loa bên em. Đấy, hai chiếc loa nhé, hai chiếc loa sẽ tặng một chiếc thẻ nhớ hàng công ty nhé, thẻ nhớ 4GB cho bác nhé. Đấy, tem 3D hàng chuẩn chỉ luôn. Đấy, thẻ nhớ 4GB nhé. Đấy, một chiếc thẻ nhớ 4GB này hiện tại bên shop đang bán với giá là 80.000 nhé. Đấy, 80.000. Đấy, thì nay trong chương trình này bên em mới nhập số lượng nhiều thì em tri ân cho bác, khi bác mua hai loa sẽ được tặng thêm một chiếc thẻ nhớ các bác nhé. Đấy, hay là những túi đeo loa hàng thủ công đây. Đấy, túi đeo loa may rất chìa dày dặn chắc chắn, hàng đẹp nhé. Đấy, ô thoáng của nó cực kỳ thoáng, thoát tiếng cao này. Nốt ở trong, nốt đấy, nốt lưới của nó cực kỳ thoáng và dày nhé. Đấy, khi bác mua loa thì giá chiếc túi này giá 100.000 nhé, khi bác mua kèm theo loa nhé. Đấy, rồi sau đây em xin test thực tế cho bác về cái dòng loa Dailin, dòng loa WS Samsung nhé, cùng của một hãng công ty sản xuất các bác nhé, hàng Samsung. Thì nó sẽ có hai vỏ hộp nhé, một là hàng vỏ hộp của năm 2022, nó sẽ màu xanh cô gái, hai là màu vỏ xanh, màu ở giữa này nó có vỏ màu trắng nhé, hàng của năm 2023 nhé. Đấy, chất lượng âm thanh của nó như nhau. Đây em sẽ test thực tế cho bác luôn về chất lượng âm thanh của dòng loa này. Hàng loại 1 của nó thì sẽ bao ship nhé, bao ship nhé. Khi các bác bật thân loa thì loa mới chạy nhé. Đấy,
Đây. Đây em đang cho mức độ nhỏ nhé các anh nhé. Chất lượng âm thanh rồi. Con loa này cực kỳ âm thanh cực kỳ trong và to nhé. À, nếu các bác nào thích nhỏ gọn hơn thì mình có thể chuyển sang hàng WS tạ 998 nhé. Nó sẽ nhỏ gọn hơn xíu nhé. Đấy. Đấy các bác nghe vẫn ở cùng bài đấy nhé. Chất lượng âm thanh như nhau, không có gì thay đổi đâu nhé. Đấy. Chất lượng âm thanh như nhau, không có gì thay đổi luôn. Thì một loa WS 898 hàng Samsung này hiện tại bên em đang bán với giá là 420.000. Đấy, đã bao gồm cước phí vận chuyển tận nhà các bác nhé. Đấy. Nếu các bác mua cả thẻ nhớ, đấy, phụ kiện đi theo loa thì đầy đủ các bác nhé. Dây sạc, túi đeo loa, mic trợ giảng và chiếc đấm móc nhé các bác nhé. Đấy. Các bác mua thêm thẻ nhớ thì bên em cũng bán hỗ trợ các bác nhé và tải tiếng miễn phí cho mình. Thì, nếu cả loa lẫn thẻ là 480.000 các bác nhé. Còn các bác mua loa và phụ kiện không đi kèm đầy đủ sẽ là 420.000. Hay em nói rõ quan điểm luôn. Để các bác nhiều khi các bác gọi các bác nói là 420 lại có thẻ nhớ hay là chưa nhé. Đấy. Thì bác nào đang quan tâm đến loa điều khiển từ xa, loa bẫy gà, bẫy cu gái, bẫy quốc, bẫy bình bịp, bẫy đa, bẫy đa năng nhé, bẫy các loại thú nhé, thì bác có thể liên hệ trực tiếp đến hai đầu số của shop nhé. Một video ngắn em làm đây, xin được chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo của em nhé. Xin chào các bác ạ.